tin giáo sứ Bến Sắn. Giáo sứ Bến Sắn chào đón cha Phó sứ Phêrô Nguyễn Thanh Tâm. Trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 10 giờ 30 ngày 1 tháng 7 năm 2018, cộng đoàn giáo sứ Bến Sắn vui mừng chào đón cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm về đảm nhiệm sứ vụ với vai trò Phó sứ giáo sứ Bến Sắn. Ngay từ rất sớm, cha chánh sứ Hieronimo Nguyễn Phi Hùng quý thầy các đoàn thể cùng bà con giáo dân trong giáo xứ đã tề tụ tại khuôn viên nhà thờ để chào đón cha phêrô nguyễn thanh tâm cha chánh xứ mỹ vân vinh sơn trần thế thuận cùng bà con giáo dân giáo xứ mỹ vân giáo hạt lạc an cũng như thân nhân và ân nhân của cha phêrô trong dịp tiễn cha về giáo xứ mới sau phần chào đón cộng đoàn hai giáo xứ cùng với quý cha tiến vào ngôi thánh đường quyến chúa tiếp theo cha chánh xứ Hieronimo nguyễn phi hùng đã có đôi lời tri ân đến đức cha du xe đã yêu thương trao cho giáo xứ thêm vị mục tử mới sẽ là cánh tay đắc lực của cha chánh xứ cha chánh xứ cũng gửi lời cảm ơn đến cha vinh sơn trần thế thuận chánh xứ mỹ vân và bà con giáo dân giáo xứ mỹ vân đã yêu thương nâng đỡ cha Pedro trong suốt thời gian qua khi ngài làm phó xứ trong buổi cơm trưa cha phó Pedro nguyễn thanh tâm đã đến chào hỏi bà con giáo dân giáo xứ bến sáng và chào chia tay bà con giáo sứ Mỹ Vân. Cha cũng có đôi lời tri ân đến cha Vinh Sơn, cha Nimo cùng bà con giáo dân hai giáo sứ đã đón nhận cha như người con trong gia đình. Cha mong ước mọi người tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ cha trong sứ vụ Chúa trao là vị mục tử tốt lành của Chúa. Sau bữa cơm, cộng đoàn giáo sứ Mỹ Vân đã chụp hình lưu niệm và chào tạm biệt cha Pharaoh.